Không cầm máy à? Thế với cả anh chào cả nhà nhá. Em mới chúc cả nhà sức khỏe, an khang thịnh vượng. Hôm nay chia sẻ ba cây bơ đang rất là sai quả đây. Ba cây bơ của gia đình cần bán nhá. Cây bơ này vanh ở xây gốc nó vào hơn 70, anh đo cách mét này. Hơn mét là 60, phát là khoảng 2 mét. Đấy, quả dài nhé, quả bông rục này, bạn nhìn quả này. Đấy, quả kia. Như cột điện để cắt mấy cành dưới là thẳng tắp anh. Này cao chỉ 5-6 mét thôi, 6 mét, ví dụ quả tỏ lắm, thằng bơ vừa bóng mát vừa ăn quả tốt các bạn nhé, mà nhanh lớn nhé, cái này chỉ có 5-6 năm này, nhanh lớn này. Cái thứ hai này. Cái thứ hai này thoát cao hơn. Mất một cột điện. Sai quả nó gọn, kín quả trên kia, cao. Cái này vẻ to hơn, cao hơn, quả cực sai. 8 này. Đây, cái thứ 3. Đây, cây này gốc to hơn nhiều. Này, cắt hết một cành đi đi. Quả chùm chùm vậy. Các bạn nhìn chùm quả sai. Hàng trăm quả.
xài quá, quả hình bầu dục các bạn nhé, cao quá không, không có quả nào gần. Đây này, đường cẩu vào thoải mái nhé. Đây quả xài quá nhỉ, phải xài quá. Đấy, nhà có chuẩn bị làm nhà này, mua cây về trồng ống mát này. Đấy, cây ăn quả tốt. Chia sẻ ngắn gọn đây thôi.